Công an tỉnh Bến Tre vừa mời người đàn ông sinh năm 1983, ngụ huyện Châu Thành đến làm việc để làm rõ về hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 11 tháng 7, người này sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tin với nội dung muốn bỏ lỗi quá tải qua trạm cân tại cầu Rạch Miễu, tài xế phải lót tay 500.000 đồng. Qua làm việc, người này thừa nhận không có việc mãi lộ xảy ra tại khu vực trên. Việc đăng thông tin sai sự thật chỉ nhằm mục đích câu like. Công an tỉnh Bến Tre đang củng cố hồ sơ để xử phạt người đàn ông theo quy định.